ID News với những thông tin nóng hổi về xã hội và dân sinh. Sau đây là nội dung đáng chú ý. Phía Phi Nhung từ chối nhận 500 triệu đồng trao tặng cho 23 người con nuôi, lý do vì sao? Vào hôm ngày 15 tháng 11, lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh trong sự tham dự của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ. Trong buổi lễ, nhạc sĩ Ngọc Sơn trình bày ca khúc Lòng Mẹ đầy xúc động. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng đại diện nhãn hàng trao cho các con nuôi của giọng ca Bông Điền Điển 500 triệu đồng. Sư cô Thích Nữ Minh Viên, trụ trì chùa Pháp Lạc là người đồng hành cùng cố ca sĩ Phi Nhung trong suốt thời gian vừa qua cùng mái ấm vòng tay dưỡng tử, có bài phát biểu đáp lại tấm lòng của danh ca Ngọc Sơn. Theo đó, trụ trì của chùa Pháp Lạc xin không nhận tấm lòng phía danh ca Ngọc Sơn. Bà cho biết, chân thành cảm ơn tất cả các quý anh em nghệ sĩ đến chia buồn trong ngày lễ chung thất của ca sĩ Phi Nhung. Sư cô mới được nghe danh ca Ngọc Sơn ngỏ lời tặng một số tiền cho các con. Thật ra đối với sư cô và các con thì khoản tiền đó là rất lớn, nhưng ngược lại nó cũng không thể nhận trong lúc này. Sư cô xin chân thành cảm ơn tấm lòng đó, nhưng lúc này sư cô muốn dành hết tâm trí để lo cho Phi Nhung trong buổi lễ chung thất này. Sư cô cảm ơn nhưng xin không nhận số tiền đó vì muốn toàn tâm lo cho lễ viếng. Tại buổi lễ, giọng ca tình cha ngưỡng mộ tấm lòng của cố ca sĩ Phi Nhung, anh bộc bạch: Ngọc Sơn thương Phi Nhung lắm. Ngọc Sơn nói rằng người có tâm có đức mới nhận những đứa trẻ ở ngoài vào nuôi. Nuôi một đứa trẻ không phải đơn giản đâu, con giải quyết bao nhiêu chuyện chứ không phải bỏ tiền ra là nuôi được. Ngọc Sơn chỉ nói vậy thôi, mọi người hãy bình tĩnh lại. Trước đó, Ngọc Sơn cũng chính thức lên tiếng về câu chuyện ồn ào xung quanh chuyện hỗ trợ, giúp đỡ giọng ca nhí Hồ Văn Cường. Anh cũng mong mọi ồn ào giữa cố ca sĩ Phi Nhung và con nuôi khép lại. Ngọc Sơn chia sẻ, anh từng gặp Hồ Văn Cường và ekip Phi Nhung nhiều lần khi đi diễn. Hồ Văn Cường trong mắt Ngọc Sơn là một cậu bé tài năng, không chỉ sở hữu giọng hát hiếm có mà còn rất ngoan ngoãn lễ phép, thường chào anh bằng cách khoanh cả hai tay cực kỳ đáng quý. Còn riêng Phi Nhung, nam danh ca xem là người anh em thân thiết trong nghề. Không chỉ vậy, hiện tại Phi Nhung đã đi xa. Theo giọng ca tình cha, thì tên tuổi của cố ca sĩ không nên trở thành đầu câu chuyện, lời bàn ra tán vào của dư luận. Ngọc Sơn mong Phi Nhung được yên nghỉ thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. Chị Di Phương Trinh và Wendy Phạm mới đây đã thông tin trên trang cá nhân về lễ cúng 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Buổi cúng thất thứ 7 của Phi Nhung diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Tại Mỹ, khán giả có thể trực tiếp tới thăm hỏi, thắp hương cho cố ca sĩ sau khi gia đình tổ chức cúng và dùng bữa trưa xong. Trên trang cá nhân, quản lý Phi Nhung, Diễm Phạm cũng vừa chia sẻ những hình ảnh về lễ cúng thất của Phi Nhung gây xúc động. Không chỉ có các khán giả Việt Nam hay ở Mỹ tổ chức cúng thất cho cố nghệ sĩ, mà các khán giả ở Đài Loan, Nhật Bản cũng chuẩn bị chu đáo cho lễ 49 ngày của Phi Nhung. Theo ảnh của Diễm Phạm chia sẻ, khán giả không chỉ chuẩn bị tươm tất mâm cỗ cúng thất mà còn có đầy đủ di ảnh, vòng hoa. Ngoài ra, các khán giả ở miền Trung cũng tụ họp trong màu áo FC, in hình cúng nghệ sĩ, khiến cho nhiều người không khỏi xót xa, thương tiếc. Các mâm cỗ cúng không thể thiếu khoai lang, món ăn những ngày cuối đời Phi Nhung muốn ăn. Những ảnh khán giả cúng thất từ khắp mọi miền gửi về khiến Diễm Phạm cũng không cầm được nước mắt. Tại Việt Nam, các con Phi Nhung cũng đang tổ chức cúng 49 ngày cho mẹ. Trong cúng thất, các con từ lớn đến nhỏ đều có mặt đầy đủ để cúng cho mẹ. Tuy nhiên, khán giả không thấy Hồ Văn Cường xuất hiện để làm lễ cúng cùng mọi người. Vào chiều tối ngày 14 tháng 11, một cộng sự thân thiết của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân bài viết thẳng thắn phủ nhận tin đồn gia đình cấm không cho Hồ Văn Cường đến viếng mẹ nuôi. Đồng thời, người này cũng cho biết, bất cứ ai cũng có thể viếng thất cố ca sĩ, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản từ phía gia đình và đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Cộng sự của cố ca sĩ nhấn mạnh, mấy ngày nay lại nghe thông tin là gia đình cấm không cho Hồ Văn Cường đến dự viếng thất của chị Phi Nhung. Xin thưa, hoàn toàn là tin vịt, chúng tôi không cấm cản ai cả. Kể cả những khán giả gần xa muốn tham dự thì cứ việc đăng ký thông tin, tuân thủ theo đúng chế độ 5K và quy định hiện hành. Đầu óc không có tâm trạng để viết văn chương dài dòng, ngắn gọn vậy thôi, tin vịt nha. Được biết, trước đó, ekip của Phi Nhung đã thông tin chi tiết về chương trình chung thất lễ cúng 49 ngày cố ca sĩ tại Việt Nam. Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 15 tháng 11 tại chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện cho những người tham dự là phải đăng ký trước và có thẻ xanh COVID-19. Còn về phía Hồ Văn Cường, giọng ca trẻ đã nhận lại được tiền sau 5 năm đi hát và thêm 500 triệu ra riêng như lời hứa trước kia của Phi Nhung. Quản lý của cố ca sĩ cũng cho biết Hồ Văn Cường sẽ dọn ra ngoài sống chung với bố mẹ ruột.
xúc động hình ảnh chưa từng công bố của Hoài Linh trong đám tang của bố. Hồi đầu tháng 10, gia đình nghệ sĩ Hoài Linh phải đón nhận tin buồn khi bố ruột của nam danh hài đã ra đi mãi mãi, hưởng thọ 85 tuổi. Tang lễ được tổ chức khép kín tại thành phố Hồ Chí Minh và hạn chế người thăm viếng giữa tình hình dịch bệnh phức tạp. Thời điểm đó, chỉ một vài hình ảnh nam nghệ sĩ túc trực tại linh cữu bố được hé lộ và nhận về nhiều thương cảm của người hâm mộ. Mới đây, một tài khoản TikTok đã hé lộ một số hình ảnh chưa từng công bố của nghệ sĩ Hoài Linh tại đám tang của bố ruột. Tài khoản này bày tỏ không kìm được nước mắt, thương bố của Hoài Linh. Theo những hình ảnh được chia sẻ, nghệ sĩ Hoài Linh đội khăn, mặc đồ tang màu trắng, anh gục khóc trước linh cữu của bố ruột và phải nhờ các đồng nghiệp có mặt khi đó đỡ. Bên cạnh đó, khi linh cữu của bố được đưa ra đi, nam danh hài còn quỳ lạy dưới nền đất và để mọi người khiêng qua. Dù mặc đồ kín mít và đeo khẩu trang, song khán giả vẫn nhận thấy dáng vẻ gầy gò, tiều tụy của nam nghệ sĩ trong khoảng thời gian này. Anh liên tục phải đón nhận tin buồn khi người thân ra đi, đặc biệt là tên tuổi cũng dính vào ồn ào không hay. Đôi mắt của nghệ sĩ Hoài Linh ửng đỏ và sưng lên khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong đám tang, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong số ít đồng nghiệp đến chia buồn cùng nghệ sĩ Hoài Linh. Đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với gia đình đàn anh, lại gọi đấng sinh thành của nghệ sĩ Hoài Linh là bố, nên Đàm Vĩnh Hưng cũng đảm nhận việc dẫn đoàn. Anh cầm cây thánh giá lớn cùng nghệ sĩ Hoài Linh dẫn đầu đoàn người tháp tùng bố về nơi chín suối. Thời điểm nhận tin bố ruột nghệ sĩ Hoài Linh ra đi, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ sự đau xót trên trang cá nhân. Anh viết: "Vĩnh biệt bố, mong bố sớm về nơi thiên đàng. Chúng con sẽ mãi mãi nhớ thương bố, con của bố Đàm Vĩnh Hưng. Lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy một cách trả hiếu cho cha khiến trái tim mình như vỡ tan, mắt mở đi vì nước mắt." Những hình ảnh này khiến người hâm mộ không khỏi xót thương cho nghệ sĩ Hoài Linh. Thời điểm từ khi bố ruột ra đi cho tới nay đã qua một tháng, song nam nghệ sĩ vẫn lựa chọn im lặng trên các trang mạng xã hội và tránh xuất hiện trước truyền thông. Có lẽ cũng một phần do những điều tiếng không hay trong thời gian vừa qua. Hy vọng nghệ sĩ Hoài Linh có thể mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau này. Quý vị hãy like và tích chuông kênh ID News để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất. Gần nửa năm qua, danh hài Hoài Linh chìm trong cơn ác mộng khi đang từ đỉnh cao danh vọng bỗng tụt dốc không phanh trong lòng công chúng vì ồn ào từ thiện. Sau khi lên tiếng xin lỗi, danh hài Hoài Linh đã chính thức đóng băng mọi hoạt động và không còn xuất hiện trước truyền thông. Năm tháng chìm trong ác mộng, danh hài Hoài Linh lại nhận thêm tin buồn khi con cưng bị thất sủng vì hệ lụy của ồn ào. Theo đó, kênh TikTok của danh hài Hoài Linh đã bị mất lượng người theo dõi đáng kể. Cụ thể, vào hồi đầu tháng 5, khi chưa bị lộ chuyện chậm giải ngân, kênh TikTok của danh hài Hoài Linh có 4,3 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày bị phát hiện chậm giải ngân từ thiện, kênh TikTok của danh hài Hoài Linh không tăng lượng người theo dõi, mà thậm chí còn bị thất sủng khi mất hơn 300.000 người theo dõi. Có thể thấy, át chủ bài giúp danh hài Hoài Linh hái ra tiền đã bị thất sủng, bị một số fan quay lưng sau khi dính nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện năm 2020. Danh hài Hoài Linh là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu lượng người theo dõi khủng trên nền tảng mạng xã hội. Nơi đây cũng giúp nam danh hài có khoản thu không hề nhỏ, tuy nhiên ồn ào đã khiến hình ảnh của danh hài Hoài Linh bị ảnh hưởng trong mắt công chúng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của ID News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để liên tục cập nhật thông tin mới nhất hàng ngày, quý vị hãy bấm đăng ký và tích chuông kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.